đây là anh nha. Để ba là nó chỉ nè con. Ba đâu con? Ba đâu? Ba đâu đâu? Ba đâu đây mà ba đây nè. Nó chỉ nè. Ba đâu con? Ba đâu? Ba đâu? Ba đâu? Hả? Ba đây phải không? Ba nè. Đây. Nè ba con nè. Ủa chỉ đó cái ba. Ba. Đây ba nè. Ba đi 2 ngày 1 đêm nè. À, ba. Ba đâu? Ba đâu? Ba đâu? Nè, ba đây, giở tay à. Giở tay với ba đi con. À, lại, lại lại bà cố đi cho ba đi lại đi, bà cố. Lại bà cố lại đi. Bà cố cho ba, ba con đi làm nha. Lại bà cố đi. Mô Phật lại bà cố đi con. Lại bà cố, lại mô Phật cái con, mô Phật. Xin lại bà cố, phù hộ cho phim đừng có lì. Mô Phật cái con. Phật phù hộ cho ba đi làm vui vẻ. Không có Phật đi con. Không Phật. Mô Phật em đợi cái bằng thờ là biết thông minh lắm. Xin cục vàng đối nội á. Nói ra nội đi làm với ba rồi mà giờ mất kiểu cục vàng mà nội đi ở nhà. Thôi ba con đi. Thôi ba con đi. Sao buồn vậy? Sao phim ba buồn? Đi mà. Phim buồn vậy? Quay nha. Không có đem, có đem điện thoại quá chèo không? Cái này đừng có tắt điện thoại quá á. Điện thoại đây. Đây cho cô đã cô kia đâu lấy không? Con trai à? Sơn, hồng quá cô giùm cho Sơn á. Sơn quá sao á. Ba đi, con ba đi. Con ba đi. Con ba. Con cái nào? Con ba con một cái đi. Nghe hết luôn á. Ngắm mấy cô chú ơi, giờ đi làm rồi. Ba đi làm ở nhà. Cái gì là ngồi trên xe là con bỏ vô ba lô sẵn hết nha, khi xuống sân bay là nhảy xuống liền, không có sạn, tự sạn là không có chỗ đậu xe đó. Bỏ khẩu trang vô cho anh nữa nha. Rồi, đợi. Đợi xe luôn đi, đợi xe luôn, nằm nha, nằm nha. Để xe. Để em xẹp điện ở đây luôn hả? Để em chịu chở đi chơi đúng không? Còn đi á. Phương sáng mà lo ăn uống nấu nữa nó. Ăn uống lên ăn hồng hào Phương lên con. Trời ơi. Để em nhắn ra. Ủa, tao lại mày, tao lại mày. Ra. Mày đừng có giao cái thằng ông nội giùm tao. Ra, thấy ông nhẫn nó mẹ giọt cái hiến mụ nội á. Lên đây mẹ. Lại mẹ. Tôi lại mày nhã ơi, ông nội hùng. Dạ đời, con là biết ông đánh bậy rồi. Trời mày luôn á. Mày đừng có giao trong nội hùng của tao nha. Dạ hùng à. Sợ hùng lắm. Mốt lớn làm với ba nha, ba dẹp thì dẹp hùng đây. Ba dẹp hùng con ơi. Ghê lắm. Mở ra mới lạnh lên xíu. Con mở cái lạnh nha. Một quên làm với ba nha. Rồi quay về quay em nè. Đừng thôi. Đóng cửa lại. Đi làm nha, ok chưa? Mở lạnh mấy nữa đây. Nóng quá, nóng em quá. Từ từ đi. Nhã chở em đi Nhã ơi. Chở chủ tịch đi nè. Mốt đi làm với ba nha. Dẹp con hùng nha. Ăn ngon. Nghe mày. Để ba đi hôn ba một cái nào. Nào nào nào. Bye bye bà nội đi. Bye bà nội. Bye bà nội. Bye bà nội. Nghe mày. Ba không nắp một cái. Mô Phật cây, mô Phật cây, mô Phật. Mô Phật. Mô Phật nào. Mô Phật. Con để ba đi làm nha. Nói chuyện á, đi á, giờ đem xuống trần chết chứ em giỡn đâu. Em muốn chết mà nhớ cái cổ này nha, con đi xuống mà lấy đậu ra để lấy liền qua nó. Dạ. Xuống đi. Xuống đi. Sợ quá.
con khóc á. Đúng không? Khóc. Bữa con đi mà khóc quá trời luôn. À. Đúng đất một cái. Nó sợ mẹ nó xuống á. Xuống nè. Ê. Giờ nó ngồi á. Nó chết ngừa mà chờ mẹ anh mang xong rồi cái ngày nào cũng phải lau đôi giày này hết nha con. Thôi ngay với Út nào lau. Đi con, đi xuống, đi chạy đi đi con. Gì à, phá gì à? Lên là phá, lên là phá. Có chứng minh rồi này đấu hết tin rồi. Chuột bự lắm à. Chuột bự lắm à. Này đừng mai đây. Quên quên ở quên bỏ mấy cái bịch con đựng đầu ướt rồi đó, con lên đựng chín con coi con lụm mớ bỏ vô nha. Ngon, bỏ đi cũng. Cháu lên con chín nào. Ủa dưới bộ đồ ngủ còn ở đâu? Lên bờ tụi gửi qua. Có qua rồi, tụi hai lên chứ. Nhớ rồi ngủ rồi mẹ đừng quên à. Ê. Đây nè con. Đi xuống đây. Xuống mẹ. Nói. Ô. Hết được hết trơn. Được. Mẹ rồi nó làm hết hồn chưa? Sao? Nó đi làm được đâu mà la. Hết được hết trơn. Xuống đi. Đi con đi xuống nè. Đi. Sao? Đi. Đi hay ngã nó cầm hay gì nha nhã. Đưa má ra thân bay luôn đi. Đi không? Đi con. Ủa nó cậu đi không? Xuống ông ba kìa, ông ba kêu kìa. Giờ dễ vậy. Để gần xuống luôn lên xe rồi. Đi con. Sao? Quay nó nhả, quay nó nhả. Chết rồi nhả. Xuống nè, đứng nè. Xuống đi. Xuống rồi con. Đi. Làm gì? Đó con giận nội coi, con giận nội con cầm coi, giận nội coi. Nè giận nội coi. Đó, giận nghiến răng á thì ghê không? Nó biết hiểu luôn á. Đó nó nghiến răng á cầm á. Con giận nội coi. Cho con giận nội coi. Con giận nội coi. Đi vô con, đi vô. Quá. Hồi nách quá. Nè vô đi, giận nội vô đi. Vô. À, con giận nội coi, con giận ngay. Giận đi. Con giận, giận đó. Giận. Giận đi. Giận đó, giận đó. Về nội đi. Đi vô, đi tới giờ, để giờ cha. Nó có ai vậy trời, mới không dữ á. Giờ bay làm rồi. Đi nội đi. Đi con, bay làm. Đi vô. Đi. Mấy vụ nó chịu cô có mặt hết rồi. Đi xuống đó nha, đi xuống ba cho. Ê mày ngu ngu rồi mày đây vũ á vũ nè. Ờ vũ đó bay nha, bay bay vũ đi á. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.